Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là dịp kỷ niệm 53 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về với cội nguồn dân tộc. Sáng nay ngày 4 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại láng Nà Nưa trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi Bác Hồ đã chỉ thị thành lập khu giải phóng gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, đồng thời thống nhất các lực lượng vũ trang thành quân giải phóng, điều kiện quan trọng để Cách mạng tháng 8 tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong cả nước. Thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại đình Tân Trào, nơi đã diễn ra Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội Việt Nam vào ngày 16 tháng 8 năm 1945 để phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.